Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 7 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2023. Năm nay, điểm thi vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh cao hơn năm trước, trong đó môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi từ 8 điểm trở lên, đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi. Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình, trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Chỉ có môn Toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình, chiếm gần 55%. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước. So với năm 2022, môn Toán có 92.074 thí sinh dự thi, trong đó có 41.775 thí sinh bị điểm dưới 5. Môn Ngữ văn có 92.116 thí sinh dự thi. 9.756 thí sinh bị điểm dưới 5, môn ngoại ngữ có 92.105 thí sinh dự thi, 41.600 thí sinh bị điểm dưới 5. Năm. năm nay, dù môn ngữ văn đã không có điểm 10, nhưng số điểm 10 của ba môn nhiều hơn năm trước, trong đó môn toán có 121 điểm 10, ít hơn năm trước là 190 điểm 10, nhưng môn ngoại ngữ có 2.147 điểm 10, nhiều gấp 4,5 lần so với năm trước, chỉ 478 điểm 10. Thủ khoa thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm nay là em Vũ Ngọc Bích, với tổng điểm 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán là 29,25 điểm. Thí sinh này có 3 điểm môn toán là 10 và môn ngoại ngữ 10, môn ngữ văn 9,25. Ngoài ra thí sinh này cũng đăng ký thi môn thứ tư, môn chuyên hoặc tích hợp, trong đó điểm môn thứ tư đạt 3,5. Ngoài ra, có hai Á Khoa cùng đặt 29 điểm là em Nguyễn Mai Khôi và Nguyễn Quỳnh Phương. Cả hai thí sinh này cũng có điểm môn toán là 10, ngoại ngữ 10 và ngữ văn là 9 điểm. Hai em đều dự thi môn thứ tư, trong khi đó Khôi đạt 6,25 điểm, còn thí sinh Phương đạt 5 điểm. Theo thống kê của Vietnamnet, có 1.012 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên. Mức điểm từ 25 trở lên có 7.267 thí sinh. Mức điểm từ 24 trở lên có 11.955 thí sinh. Mức điểm từ 23 trở lên có 17.401 thí sinh. Mức điểm từ 20 trở lên có 35.986 thí sinh. Mức điểm từ 15 trở lên có 67.591 thí sinh. Đặc biệt, mức điểm 10,5 bằng với điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái năm nay có đến 90.247 thí sinh đạt được. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 77.000 thí sinh. Năm 2022, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, trường Trung học phổ thông Gia Định, trường Trung học phổ thông Mạc Định Chi, trường Trung học phổ thông Trần Phú, trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu. Trong khi đó, Hàng loạt trường công lập ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi môn hơn 3 điểm là trúng vào lớp 10, cụ thể như Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Trung học phổ thông Long Trường, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tang, Trung học phổ thông Bình Chánh, Trung học phổ thông Năng Khiếu Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh, Trung học phổ thông Phong Phú, Trung học phổ thông Đa Phước, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạch An, Trung học phổ thông Bình Khánh, Trung học phổ thông Cần Thạnh, Trung học phổ thông An Nghĩa, Trung học phổ thông An Nhân Tây và Trung học phổ thông Trung Lập.